Xin chào quý bạn đọc, tôi tên là Phạm Thị Mai Hải, nhân viên thủ thư đến từ trường tiểu học Nam Phong, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội để tham dự cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2022. Trong cuộc thi này, tôi muốn giới thiệu với quý bạn đọc một tác phẩm rất thành công cả về nội dung và nghệ thuật của nhà văn Sơn Tùng, viết về cuộc đời Bác Hồ. Bởi ông là người con xứ Nghệ, ông có tấm lòng thành kính đặc biệt đối với Bác và luôn có nguyện vọng thiết tha viết về Bác, đó chính là tác phẩm Búp Sen Xanh. Thưa quý bạn đọc, tiểu thuyết Búp Sen Xanh ra đời vào năm 1982 do nhà xuất bản Kim Đồng in lần thứ 18 và ấn hành năm 2009 với số lượng 5.000 bản. Sách dày 351 trang, khổ 12,5 x 20,5, trang bì là màu xanh đậm. Nổi bật là biểu tượng bông sen cách điệu vươn cao, màu bạc tượng trưng cho sự tinh túy, thanh cao của dân tộc Việt Nam. Búp Sen Xanh đã dựng lại quãng đời niên thiếu của Bác Hồ một cách công phu, thể hiện qua quá trình hình thành tính cách của bậc vĩ nhân mà tầm tư tưởng đã vượt ra ngoài biên giới quốc gia, được cả thế giới ngưỡng mộ. Sinh ra và được giáo dục trong một gia đình nho học nghèo yêu nước, luôn gần gũi với nhân dân lao động, được truyền thống quê hương hun đúc. Cậu bé côn vốn thông minh ham hiểu biết đã dần dần hình thành chí lớn đi tìm đường cứu nước, để rồi về sau trở thành chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của dân tộc ta. Dung câu chuyện được tác giả kể thật hấp dẫn, lôi cuốn người đọc. Ta hãy đến Nghệ An năm 1890. Tại làng Chùa, huyện Nam Đàn đang diễn ra một sự kiện trọng đại của một gia đình. Trong làng Chùa mẹ khói xương lam, bà Hoàng Thị Loan vừa sinh hạ người con thứ ba. Khi ấy chưa ai biết rằng ngày này sẽ trở thành một mốc son lịch sử, không chỉ cho gia đình thầy Nguyễn Sinh Sắc mà cho cả đất nước Việt Nam. Đó là ngày chú bé Nguyễn Sinh Côn, tức Hồ Chí Minh chào đời. Tôi đặt tên cho cháu là Côn, tự Tất Thành. Ông ngoại Côn giải thích, tại sao ông ngoại lại đặt cho cậu bé cái tên như vậy? Cái tên ấy có ý nghĩa gì? Sẽ được giải thích rõ trong Búp Sen Xanh. Búp Sen Xanh cũng làm sống lại những nét sinh hoạt văn hóa truyền thống của dân tộc, bọc vốn tư liệu phong phú và chân thực, đi sâu khai thác nhiều chi tiết điển hình. Tác giả đem đến cho bạn đọc những trang tiểu thuyết hấp dẫn để bùi ngùi cảm động. Dưới ngòi bút của Sơn Tùng, mỗi chương trong Búp Sen Xanh là một màn sân khấu. Hình ảnh bé côn với nét tinh nghịch, hóm hình, thơ ngây hiển hiện trong đầu bạn đọc. Tuổi thơ của cậu bé côn vừa được tắm mình trong môi trường quê hương, vừa được sự giáo dục bởi người cha nghiêm khắc và mực thước. Ngay từ nhỏ, Côn đã ham đọc sách, cậu yêu thơ và có tài làm thơ. Trong một lần xem khánh thành dinh quan lớn, thấy bọn quan lại thi nhau dự hò ngâm ngộ, Côn mạnh dạn làm thơ, làm Hoàng Cao Khải phải cung phục. Kìa ba ông lão bé con, biết có tình gì với nước non, trương mắt làm chi ngồi mãi đó, hỏi xem non nước mất hay còn. Nghe nòi cha đảm đạo việc cứu nước với cụ Phan Bộ Châu, cậu bé côn đã thấm lưỡi nhục mất nước. Cậu đã nghĩ mưu phương tìm kế cứu nước là vô cùng trọng đại, xong cậu lại trộm nghĩ lòng yêu nước không phân biệt xuất thân, đã có chí anh hùng thì cũng không tính đến tuổi nhỏ phải làm gì. Qua ngòi bút Sơn Tùng, Bác Hồ thời niên thiếu hiện lên với nét thông minh hơn người, bản lĩnh nhưng không phải là thần đồng bẩm sinh, mà là quá trình tự rèn luyện, học tập, tu dưỡng, tiếp thu sự tinh hoa dân tộc. Thật khó mà quên được mốc lịch sử ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước, ngày 5 tháng 6 năm 1911. Anh nghe tiếng còi tàu nhọn hoắt hoàn vào không gian nhức nhối. Anh bước sải chân vội vã xuống tàu.
gương mặt người con gái Sài Gòn chập chờn trước mắt anh như một búp sen quê hương. Búp sen xanh có phần tích cực vào sự nghiệp giáo dục, động viên thế hệ trẻ Việt Nam nâng cao tinh thần trách nhiệm với vận mệnh tổ quốc, rèn luyện bản thân thành người có phẩm cách đúng. Ngay từ khi ra đời, tác phẩm đã được không chỉ thiếu nhi mà cả người lớn mến mộ. Điều đó là dễ hiểu bởi nhân dân ta cứ thiết tha tìm hiểu và học tập tấm gương vị cha già của dân tộc sen xanh đã được tặng giải thưởng đặc biệt trong cuộc vận động sáng tác 45 đội cứu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Búp sen xanh, cuốn tiểu thuyết nổi tiếng đã được đưa vào tủ sách vàng của nhiều nhà xuất bản, được in đi in lại nhiều lần, được dịch sang tiếng Anh hoặc được in song ngữ Anh Việt và được đặt trên giá sách hầu hết các hiệu sách trong nước. Thưa quý bạn đọc, rất mong quý bạn đọc sớm tìm đọc cuốn tiểu thuyết này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.